Thanh Tâm đã chia sẻ một cái một cái bản tin khác cũng như là những cái vấn đề khác ở Việt Nam. Nhưng mà hôm nay thì lại có một cái bản tin ở Việt Nam mới đưa ra đó là uh, Facebook đã bác bỏ và dẫn dưng về cái thông tin 38 của Cộng sản Việt Nam đòi chè là chặn thông tin đọc xấu từ YouTube và Facebook. Và Thanh Tâm cảm thấy cái bản tin này nó rất là buồn cười và nó 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 rất là uh, giống như là cái điều nghịch lý ở trong Việt Nam đó là tại sao mà một cái ông phó cục trưởng của uh, cái cục uh, phát thanh và và cái ông này gọi là ông Lê Quang tự do là phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử điện tử thuộc Bộ Thông tin Cộng sản Việt Nam đã đã nói là các mạng xã hội nước ngoài như là Facebook và Youtube phải có nghĩa vụ hợp tác với bộ thông tin và truyền thông để chặn thông tin xấu độc. Thì cái bản tin này Thanh Tâm thấy là rất là buồn cười và muốn chia sẻ với mọi người nha. Dạ, xin chào Phương, chào Lê Trần. Xin chào mọi người. Dạ, cảm ơn. Thì không biết là mọi người đã nghe về cái bản tin này chưa? À, một vài ngày trước đó, thì ông Lê Quang Tự Do, ổng đã nói là Facebook và YouTube phải có cái nghĩa vụ hợp tác ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng thì ông đó tên là Lê Quang tự do, ông tên là tự do nhưng mà lại ông lại cấm cái quyền tự do đi lên trên internet của tất cả biết bao nhiêu người dân ở Việt Nam và ông nói là YouTube và Facebook cũng phải có nghĩa vụ để mà hợp tác ngăn chặn thông tin xấu độc nữa Thì Thanh Tâm cảm thấy là quá buồn cười với một cái bản tin này cho nên mới muốn chia sẻ với tất cả mọi người Là Ông nói là à, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư số 38 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới với thông tư này thì các hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới qua môi trường Internet sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn với các quy trình về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cái cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những quy định này sẽ góp phần xây dựng môi trường hoạt động, kinh doanh bình đẳng, minh bạch hơn cho nền kinh tế số. Để tìm hiểu sâu về vấn đề này thì chuyên mục góc thẳng, mời bạn đọc theo dõi cuộc trò chuyện với ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông. và ông nói là bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu tìm hiểu đánh giá các thực trạng làm sao khi ban hành thông tư vừa phù hợp với quy định của pháp lý của việt nam đáp ứng chủ trương quản lý và phát triển internet tại việt nam vừa phù hợp với thông lệ quốc tế thì không biết là ông lại nói như thế nào mà ông nói là các thông tin xấu độc tràn lan hiện nay trên mạng xã hội các thông tin gây nhiễu loạn sai xuyên tạc bịa đặt cung cấp gây phản ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn thậm chí đe dọa đến lợi ích quốc gia ông nói là ở trên internet này có nhiều cái thông tin mà bịa đặt xuyên tạc không biết có phải ông đang nói về à, cái đảng cộng sản việt nam đã đưa ra những cái thông tin bịa đặt và giả tạo về hồ chí minh hay không mà ông lại nói như vậy và ông nói là đe dọa đến lợi ích quốc gia lợi ích quốc gia lợi ích ông nên nói đúng hơn là lợi ích của đảng cộng sản chứ không phải là lợi ích của quốc gia tại vì quốc gia là một cái đất nước là việt nam thật sự chẳng có lợi ích gì hết thì đó là cái những điều mà ông nói mình cảm thấy là rất là buồn cười Cái đó là cái ổng nói là các thông tin xấu độc tiêu cực đã quy định rõ trong Nghị định 72 của Chính phủ năm 2013. Đó là các hành vi bị cấm như lợi dụng internet để sử dụng vào mục đích sai phạm như tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa các tin bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm danh dự cá nhân, tung tin xúc phạm bị đặt gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Tất cả những điều đó đã quy định ở khoảng 1 điều 5 nghị định 72. Và ông nói là à, nếu một nếu nói một thông tư hay một quy định mà giải quyết được tất cả các vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội mà phức tạp như môi trường Internet thì tôi nghĩ khó, không có một luật pháp nào giải quyết được hết. Tất cả các điều khoản pháp luật quy định cũng chỉ là trên giấy tờ. Cái quan trọng là phải làm sao đi vào cuộc sống, đó là cần hai yếu tố. Cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện tốt, nghiêm minh các quy định này. Thứ hai là cần sự phối hợp giữa các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là không chỉ có các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài chỉ định sự điều chỉnh, mà còn cần phải có các tổ chức trong nước. Như các doanh nghiệp trong nước cho các doanh nghiệp nước ngoài đặt máy chủ thì phải phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để ngăn chặn các thông tin sai phạm trên Internet. Cái đó là cái điều ổng nói, phải không? Và ổng nói là à, để khi mà có những cái sai phạm nghiêm trọng xảy ra đó thì ổng phải có khả năng có công cụ để mà yêu cầu gỡ bỏ ngăn chặn những cái nội dung sai phạm này thì đây là cái à, đó là những cái lời phát biểu của ổng trong những ngày qua và đây là cái cái feedback nè là Facebook dẫn dưng về thông tư 38 của Cộng sản Việt Nam đòi chặn thông tin xáo độc. Đại diện truyền thông của công ty Facebook ở Việt Nam từ chối bình luận về một thông tư mới do Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam đưa ra. Hồng ép buộc các mạng xã hội và mạng chia sẻ video phải hợp tác với nhà cầm quyền sở tại nhằm kiểm duyệt các nội dung. Báo chí trong nước cách đây ít ngày dẫn lời ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin Cộng sản Việt Nam nêu rõ ràng, chủ nhân các trang mạng và xã hội nước ngoài như là Facebook và Youtube phải có nghĩa vụ hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để chặn thông tin xấu độc. BBC hôm 17 tháng 1 trích dẫn email của bà Đào Thủy Linh. Đào Thủy Linh thuộc công ty TNA, đơn vị đại diện truyền thông cho Facebook tại Việt Nam cho biết là Facebook hiện không có bất cứ ý kiến nào về công bố và để công bố vào lúc này. BBC cũng dẫn lời một chuyên gia công nghệ thông tin từ Sài Gòn là ông Nguyễn Hồng Phúc nhận định rằng Facebook hay Google, công ty sở hữu mạng xã hội sẽ khó sẽ khó kiểm soát nội dung các quảng cáo mà người dùng nhìn thấy bởi vì các nội dung này hiển thị một cách tự động dựa trên hiếu thị của mỗi người dùng ông phúc cho rằng lời tuyên bố đòi Facebook và YouTube chặn thông tin xấu độc theo chủ trương của đảng cộng sản chỉ là lời phát biểu mạnh miệng của một quan chức truyền thông mới lên của Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam tức là ông lê quang tự do mà thôi thì đọc cái cái qua cái bài viết này mình thấy là nó nó rất là buồn cười uh... À, người việt người dân việt nam đã không có tự do nhiều rồi không có cái quyền nói lên à, bày tỏ cái lòng yêu nước của mình kể cả khi mà ông khi mà biểu tình chống trung cộng xâm xạ phạm biển đảo cũng đã bị đánh đập là không có quyền tự do bây giờ đến nỗi mà khi mà họ lên mạng họ bày tỏ à, cái um, suy nghĩ của mình ở trên đó cũng bị bắt bị đánh rồi bây giờ bị cấm luôn bị họ nói là kể cả Facebook và Google cũng muốn họ cũng muốn hợp tác với họ để mà à, thông à, chặn những cái thông tin này thì Thanh tâm thấy là họ đang sống ở thế kỷ gì vậy họ đang muốn người dân phải thụt lùi và phải sống vào cái thế kỷ thứ 18 19 hay sao họ đang họ đang muốn người dân không có thể nào phát triển kịp theo cái, cái sự phát triển của thế giới và họ muốn là lúc nào họ cũng có thể um, che làm cho như là che bớt những cái điều xấu xa của họ và làm cho mỹ dân đó dùng chúng ta dùng cái chữ mỹ dân và nhưng mà họ họ cứ nói là trên mạng là có những cái thông tin xấu độc và bịa đặt này nọ nhưng mà thật sự họ mới là những người giả dối và xảo trá và lúc nào cũng bị đặt ra những cái điều tốt về ông Hồ Chí Minh để mà à, mỹ dân. Thì à, ngày hôm nay Thanh Tâm sẽ nói về những cái điều vô lý ở trong À, nước Việt Nam Mà hồi đó Thanh Tâm, Tâm đã nêu ra 40 điều vô lý rồi Và chắc chắn là Có một số người vẫn Có thể là một số người vẫn chưa có nghe được những điều vô lý này Thì hôm nay Thanh Tâm, Tâm sẽ tóm tắt lại Và nhân cái tiện Thì cũng sẽ nói luôn Về những cái uh, Những cái điều vô lý à, Đất nước của những điều vô lý Đất nước của những điều vô lý Nhưng mà được coi như là chân lý Nếu ai hỏi Việt Nam có điều gì đặc biệt Thùy Linh sẽ trả lời rằng Việt Nam là đất nước của những điều vô lý được coi như là chân lý và những chuyện ngược đời được coi như là lẽ đương nhiên. Dân tộc ta có lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhưng phải đến thế kỷ 20 mới có một người được cho là đẻ ra cả dân tộc, đó là ông Hồ Chí Minh. Có một tổ chức tự phong cho mình là tổ chức duy nhất có thể lãnh đạo được đất nước. Với bất kỳ ai không tin vào điều đó đều bị cho là thế lực thù địch. Thực tế, tổ chức này chỉ là một bè đảng cướp. Trước cướp chính quyền, sau cướp tài sản, cướp đất đai, cướp nhà cửa của người dân. Tổ chức này luôn tự nhận là trung thành với chủ nghĩa mác Lê, nhưng đến cả một lý thuyết quan trọng và loại bậc nhất của chủ nghĩa Mát Lê họ cũng làm ngược lại. Đó là mâu thuẫn, là nguồn gốc của sự phát triển. Nhưng họ lại không bao giờ chấp nhận một tổ chức nào đối lập với họ. Có nghĩa là họ không chấp nhận có sự mâu thuẫn, Họ luôn nói rằng giai cấp công nhân là giai cấp giữ vai trò lãnh đạo, nhưng thực ra giai cấp công nhân ở Việt Nam đang lo đi làm tăng ca, kiếm ăn từng bữa, nói gì đến lãnh đạo ai. Họ luôn tự hào khi nhận mình là đầy tớ của nhân dân. Chỉ tiếc là xã hội này, ông chủ thì đi xe wave của Tàu ở nhà cấp 4, còn đầy tớ thì ở biệt thự và đi xe hơi. Mỗi lần ông chủ cần đầy tớ giúp việc thì phải làm đơn xin xỏ đút lót tiền bạc. Nghe nói lương công chức nhà nước ba cọc ba đồng nhưng người ta lại đua nhau bỏ ra cả trăm triệu để xin đi vào biên chế. Người dân còng lưng nộp thuế nuôi cán bộ nhưng mỗi khi cần cán bộ giúp việc thì họ phải đi xin nài nỉ bôi trơn và họ coi đó là chuyện bình thường. Nhà nước của dân do dân và vì dân, nhưng người dân thì chẳng được quyền lựa chọn người lãnh đạo. Muốn biết tin tức chính xác về tình hình trong nước thì phải đọc báo chí của nước ngoài, và muốn lên tiếng ủng hộ chủ quyền biển đảo thì hãy lên mạng hô hào, chớ dại ra đường biểu tình mà phải ngồi vào nhà đá. Công an thì ngày càng đông nhưng tội phạm thì ngày càng tăng. Người dân bị mất trộm mà lên báo công an thì coi như là kẻ đi ăn trộm vậy. Muốn được giải quyết thì đừng nói nhiều nhé, tiền đâu đưa mau. Nhưng điều ngạc nhiên là họ là dân họ ngoan lắm, đưa tiền xong rồi cảm ơn. Giống như là họ vừa được ban phát cái đợt ăn như vậy. Pháp luật thì khắc khe, nhưng khi dân phạm luật thì họ bỏ tiền ra để chạy tội. Vậy thì tội gì mà không băng thành thật nhiều thật đức lực khắc khe? Ví dụ như là vừa rồi, mọi người có đọc được cái bản tin hay không? Đó là người vợ của bí thư xã ở Bà Rịa Vũng Tàu đã giết người là... Không phải là giết người mà xà chém chủ nợ của mình bằng 17 nhát dao. Là bà đã mượn nợ của cặp vợ chồng này là 80 triệu đồng. Và rất là nhiều năm bà không có trả nổi và một hôm thì bà mới mời hai vợ chồng đến nhà và nói về cái vấn đề nợ nần thì khi mà người ta đến á bà mới dùng cái dao mà chặt chuối, chặt cái chuối họ bà chém hai vợ chồng này tới 17 nhát dao. Và sau đó thì bà bị xử là tử hình. Nhưng mà vừa rồi đó thì năm 2015 thì Quốc hội ở Việt Nam đã ban hành ra một cái luật là một cái luật mới và cho dù họ chưa có đi thông qua cái luật này nhưng mà những cái người ở trong uh, cái cái uh, cái hội đồng phán xét phán xử xét xử này đã tha cho bà này và chỉ xử 20 năm tù 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 giam thôi chứ không có xử cái tự hội tự tử hình nữa mặc dù là quốc hội vẫn chưa có thông qua cái luật mới này thì mọi người đã thấy rồi là cái luật lệ việt nam nó họ, họ 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 có dù có một đống luật lệ nhưng mà cuối cùng rồi thì họ vẫn chạy được những cái tội giết người như vậy và cứ chửi thời pháp thuộc xa xư, cao thuế nặng nhưng thời nay thuế đâu mà thuế má đâu có kém ví dụ như mua một lít xăng mà đóng hơn 10.000 tiền thế suốt ngày tuyên bố chống tham nhũng nhưng càng chống tham nhũng thì lại càng tăng càng tinh giản biên chế thì công chức lại càng đông bệnh viện trường học thiếu thì không chịu xây mà suốt ngày đổ tiền vào xây tượng đài bảo tàng để làm cảnh Công ty nhà nước nào cũng báo lỗ nhưng lương lãnh đạo thì ở trên trời và đặc biệt chẳng bao giờ thấy phá sản. Suốt ngày chê bai các nước tư bản, nhưng động tí là lại đi xin ngửa, đi ngửa tay xin tiền viện trợ. Nông sản ế phải đem bỏ, nhưng ở chợ thì bán tràn lan nông sản của Tàu Cộng. Kiểm lâm thì đi phá rừng, hải quan tiếp tay cho buôn lậu. Sinh viên ra trường thất nghiệp để nhường chổi cho con cháu quan chức dốt nát vào làm. Nhưng nghịch lý hơn nhất vẫn là đất nước đói nghèo lạc hậu nhưng bè đảng thì lại quang vinh muôn năm và cuối cùng là tuy có nhiều điều vô lý như thế nhưng người dân vẫn lặng im họ cam chịu và họ sợ hãi đó là một cái điều nghịch lý tại sao những đất nước khác khi mà có những cái điều nghịch lý xảy ra đó thì người dân họ đồng lòng họ đứng lên nhưng mà việt nam thì mình cứ chờ hoài mà họ cũng không có làm gì hết họ không có biết là ý dân là ý trời cho nên họ cứ âm thầm và họ cứ sống cái chịu chịu đựng như vậy cam chịu như vậy và vừa rồi thì anh Trương Minh Tam của Con Đường Tự Do đã nói là đã nói một câu này rất là chí lý là một cái dân tộc mà suốt ngày cứ chờ đợi một người nào đó thay đổi làm thay đổi đó thì họ sẽ chịu đựng từ một cái ách nô lệ này qua cái nô lệ khác mà thôi. Bởi vì khi mà họ chờ họ chờ một đất nước nào nhảy vào để mà dẹp tan cái cộng sản này thì họ lại tiếp tục chịu nô lệ cho một cái một cái một cái đất nước đó giống như là và có một câu nói nữa đó là nếu mà chúng ta suốt ngày nếu mà cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt kể từ chúng ta im lặng về những vấn đề đáng bàn đó là câu nói của ông Martin Luther King Ông nói là cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt kể từ ngày chúng ta im lặng về những vấn đề đáng bàn à, đó là những cái vấn đề chung quanh mình cái xã hội chung quanh mình đang diễn ra mà chúng ta cứ nhắm mắt lầm ngơ à, chúng ta không có nói đến có những cái chuyện mà đáng bàn mà họ không ai nói tới hết thì đó là chúng ta đang chết rồi và chúng ta đang sống vô cảm không có còn con người không có còn cảm xúc nữa với những gì diễn, diễn ra chung quanh chúng ta sống như một cái máy và cái điều đó là cái điều mà Cộng sản muốn người dân phải trở thành như vậy. Rồi tại sao mà mọi người có thấy cái điều này không? Khi mà ở Việt Nam, khi mà chạy xe, ra đường chạy xe mà lỡ đụng nhau tí xíu đó, là họ cũng chửi thề và họ cũng dùng những cái từ rất là rất là nặng nề để đối, nói chuyện với nhau. Hoặc là khi mà <laughs> người chồng về đánh vợ, rồi đại khái là rồi À, thượng đội họ đạo đó cái kiểu như vậy đó là tại vì sao tại vì họ ức chế họ bị họ bị uh, họ phải uh, sống một cái kiểu mà cúi đầu ở trong công ty đi ví dụ như vậy bị ông chủ uh, đè đầu mình rồi mình không có làm gì dám làm gì hết mình im lặng mình đi về mình chút những cái giận đó với những người yếu đuối của mình là đối với những người vợ của mình ví dụ như vậy đi hoặc là mình đi ra đường đó. mình có những cái cơn bực tức mình giữ trong lòng mình rồi sẵn cái việc mình nó ai mà quẹt chúng mình cái là mình nổi điên lên mình chửi người ta thì thì thanh tâm cảm thấy là cuộc sống của những người việt nam là như vậy đó đi ra đường đụng nhau một cái thay vì nước ở ngoài nước ở nước ngoài đó người ta xin lỗi chứ xin lỗi tôi đã đụng chúng bạn không đằng này lại quay lại chửi quay là chửi ngay lập tức là chửi thề ngay lập tức thì đó là cái điều nghịch lý ở tại việt nam à, um. Và Trước khi mà Thanh Tâm đọc cái danh sách mà 40 điều vô lý ở Việt Nam đó Thì Thanh Tâm sẽ nói về cái vấn đề uh, Cấm Cấm cửa, cấm đủ thứ, cấm hết Cấm cả những cái ước ao bình thường nhất Vừa rồi là muốn uh, Facebook và Google, uh, YouTube phải cấm người dân uh, ngăn chặn những cái thông tin xấu độc mà họ nói đó thì bây giờ họ đã có một cái bài viết này mà thanh tâm, tâm muốn chia sẻ đó là cấm cả những cái ước ao bình thường nhất mới đây tin từ trong nước cho biết có một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của phạm đình Chương là bài ly rượu mừng ca khúc không thể thiếu trong dịp xuân về từng được hát lên từ hơn một nửa thế kỷ nay ở trong nước cũng như ở ngoài ngoài nước cuối cùng đã được cho phép cất lên ở trong nước tức là trong 40 năm qua bài hát này chỉ được hát một cách lén lút ở việt nam Phạm Đình Chương sáng tác bản nhạc này năm 1955, chứ không phải là năm 1952 như một số chi tiết trong nước đã cho biết về ca khúc này. Người ta không muốn cho ca khúc này được viết ra dưới chế độ miền Nam. Nhưng phần ca từ của bản nhạc cho thấy nó không thể ra đời trước năm 1954. Chuyện cấm không cho một tác phẩm nghệ thuật được phổ biến là chuyện không hiếm trên thế giới, lý do có thể vì nó không phù hợp và đi ngược lại đường lối lập trường chính, chính trị của một chế độ hay một chính phủ nào đó hay cũng có thể là tác giả là người phía bên kia. Trong trường hợp này, phải nói là miền Nam cởi mở hơn miền Bắc rất nhiều. Các ca khúc của các tác giả ở miền Bắc đều được trình bày tự do ở miền Nam. Các tác phẩm của Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Nguyễn Văn Tý, Văn Đình Điểu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Văn Cao, vân vân đều được phổ biến ở miền Nam trong khi chúng ta lại bị cấm ở miền Bắc. Trong khi đó, ngay cả những tác giả thiên về mục phía bên kia tác phẩm của họ cũng không hề bị ngăn cấm như là Trịnh Công Sơn là một. Phạm Trọng Cầu, miền Đức Thắng là những trường hợp khác. Một lý do khác để cấm phổ biến những tác phẩm nghệ thuật là nội dung ca từ không phù hợp với khung cảnh tình hình cục diện. Miền Nam về phương diện này cũng cởi mở và dễ dàng hơn miền Bắc. Bà Ly sự Mừng bị cấm hát lên từ 40 năm nay ở trong nước vì nó rơi vào cả hai trường hợp để phải cấm. Nhưng chuyện cấm nó tuy không có ghi trong một văn bản rõ ràng nào là một quyết định thậm vô lý tạm bỏ qua chuyện chính trị như là Phạm Đình Trương viết bài nhạc này ở Sài Gòn, không ở Hà Nội. Phạm Tình Trương đã cùng gia đình vượt biên tìm tự do. Nghe lại các tác phẩm của ông, người ta bao giờ cũng thấy những ao ước, những cơn mơ tốt đẹp, những hy vọng tươi đẹp cho ngày mai, cho một tương lai hạnh phúc trang hòa cho cho con người, cho dù đó là hò leo núi, nhạc tuổi xanh, sớm đêm vân vân. Trở lại phần ca từ của bà Ly Rượu Mừng, bản nhạc được viết với nhịp 3-4 điệu nhạc rất là vui tươi trẻ trung đã trở thành một ca khúc được cất lên trong suốt nhiều năm nay ở miền Nam. Nó là những ngợi ca cho một đời sống tươi đẹp, những ước ao của một tương lai ngời sáng. Nhưng đó lại là những điều mà nhà cầm quyền không muốn. Hãy nghe lại những ước muốn ấy, chỉ là những lời chúc cho anh nông phu, người thương gia lợi tức người công nhân ấm no. Có gì sai quái trong ước vọng đó? Hai lời chúc gửi tới người mẹ già mắt vương lệ nhòa trong chờ người con đi chiến đấu xa nhà chỉ là lời chúc cho bà mẹ sớm gặp lại người con yêu quý hay lời chúc người nghệ sĩ làm đẹp cho đời sống của chúng ta hay lời chúc tốt đẹp cho một quê hương thanh bình toàn những lời chúc tốt đẹp những ước mơ những ước rất là bình thường nhưng đều bị coi là những đe dọa cho chế độ nên phận cần phải cấm tiệt cấm cả những giấc mơ thì khốn nạn hết sức mà cũng không cách nào cấm nổi bài hát của phạm đình Chương chỉ đưa ra những ước những cái mơ ước hiền lành mà giản dị cho một đất nước thanh bình tốt đẹp đầm ấm nó vẫn được cất lên cho một dân tộc hạnh phúc, thương yêu. Vậy mà những khát vọng ấy cũng không được khát lên, vì lẽ những ước khao ấy không nhắc đến cái đảng tàn độc, vẫn còn đầy đỏ đất nước mà một người mà bàn tay của nó đẫm máu người Việt của chúng ta, bóp chết tất cả những mơ ước hiền lành và tội nghiệp, nhưng lại vô cùng tươi đẹp của một dân tộc gần một thế kỷ qua. Ly rượu mừng sẽ sống mãi trong lòng và trên môi của mỗi người Việt đó là bài viết của Bùi Bảo Trúc và mọi người cũng đã biết rồi là năm năm vừa rồi thôi đó thì Đảng Cộng sản mới cho phép những ca sĩ trong nước được hát cái bài hát này và bài hát này mới được phổ biến ở trong nước. Mặc dù thật sự là mọi người đã nếu mà đã có nghe ly rượu mừng đó thì biết là nó không có một cái gì để mình cấm hết. Xong tâm mở cho quý vị nghe nha. xin chào mọi người Bây giờ mình sẽ mở cái bài hát ra, Ly Rượu Mừng cho mọi người nghe Để mọi người thấy cái sự vô lý và cái sự nghịch lý của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào Đối với một bài hát rất là bình thường mà họ đã cấm suốt 40 năm Trong nước Dạ, xin chào mọi người Không biết tại sao cái internet nó yếu quá ở nhà Xin lỗi nha, nó internet cái mạng nó yếu quá Thôi thì bây giờ mọi người hãy lên mạng Và google ra à, Kiếm cái bản ly rượu mừng để nghe Còn bây giờ em sẽ, Thanh Tâm sẽ đọc tiếp uh, Cái 40 điều vô lý Mà Thanh Tâm đã từng Có chia sẻ rồi Nhưng mà Thanh Tâm nghĩ là cũng có một số người Họ chưa có nghe về 40 điều vô lý này Chỉ có ở Việt Nam Thì uh, khi nãy mình có nói cái vấn đề uh, cái vấn đề những cái vấn đề vô lý ở tại Việt Nam đó và có một cái vấn đề uh, có những cái vấn đề vô lý này nữa nè thì mình cũng luôn xin đọc luôn đó là những điều nghịch lý ở trong xã hội Việt Nam và những điều nghịch lý ở ở tại ở trong cái bộ giao thông mình chia sẻ thêm nha những, những cái vấn đề vô lý nè Việt Nam xứ sở của nghịch lý khi ngồi gõ bài báo này thì tôi đã không khỏi việc cười vì ngỡ là đang đọc chuyện thiếu lâm nhưng rồi ngay sau đó thấy đau xót không ngờ đất nước lại trải qua một giai đoạn tâm tối và tồi tệ đến mức như vậy và nhân dân ta vẫn cứ lầm lũi chịu đựng bài báo này tôi viết từ năm 1988 được báo tuổi trẻ đăng lên một diễn đàn từ đó đến nay thì tôi không hề đọc lại nhiều chuyện trong đó tôi đã quên đi bây giờ đọc lại thật bất ngờ, không thể nào tin nổi, như chuyện lưu hành tiền mệnh giá 30 đồng. Không biết lãnh đạo nào của ngân hàng, nhà nước có sáng kiến động trời ấy. Nếu bây giờ vẫn còn sống hay dũng cảm đứng ra những trách nhiệm để lịch sử lưu danh. Còn những chuyện đã qua rồi như là chuyện tứ Lâm thời Trạng Quỳnh, nhưng cũng có những chuyện đến bây giờ vẫn còn y như vậy. Ôi nghịch lý! Ban biên tập tuổi trẻ thời đó đã bắt rất dũng cảm khi cho đăng bài viết này. Hẳn sau đó các anh chị trong ban biên tập phải gặp rất nhiều khó khăn với cấp trên. Đó là cái bài viết đã viết từ năm 1988. Những điều nghịch lý ở Việt Nam. Hello. Thì Thanh Tâm xin đọc cái bài này trước rồi mới tổng kết lại 40 điều vô lý ở Việt Nam nha. ở hội nghị bàn tròn của các nhà báo châu Á Thái Bình Dương. Trả lời phóng viên báo Malaysia, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch nói rằng ở nước chúng tôi có thời kỳ giá một trứng vịt 30 đồng, trong khi đó giá một ký thép 5 đồng. Phải có đến 6 ký thép mới mua được một trứng vịt. Trên thế giới không ai làm như thế cả. Chuyện ấy thật khó tin nhưng lại là một sự thật và đó chỉ là một trong muôn vàng nghịch lý đã xảy ra ở đất nước ta. Một giáo viên sau 13 năm giảng dạy thấy đời sống quá khó khăn. Không còn đủ sức thân ngành giáo nữa bàn xin nghỉ dạy. Nhà nước cấp cho chị 13 tháng lương và 6 tháng gạo. Quy ra tiền tổng cộng là 300.000 đồng. Mang số tiền ấy gửi tiết kiệm lấy lãi phần 8, 8 mỗi tháng. Như vậy không cần phải đi làm việc. Mỗi tháng cô giáo lãnh được 24.000 đồng. Hơn xa tiền lương lúc còn đi dạy. Một em bé bán nước tại chợ Cồn Đà Nẵng mỗi ngày mùa nắng đổ được 30 ấm, mỗi ấm kiếm được 100 đồng. Vị trí mỗi tháng thu vào là 90.000 đồng. Lương của một vị giáo sư đại học phải thua xa. Có một dạo, tỉnh này thừa gạo nên đem nuôi heo. Trong khi thành phố bên cạnh đang thiếu gạo, phải cho dân ăn bo bo và sắn lát thay cơm. Và hàng hóa sản xuất tại nhà máy ở Thủ Đức mà người tiêu dùng ở chợ lớn vẫn muốn muốn mua phải ra tận Hà Nội mang về cung cách làm ăn của ta dựa trên cơ sở những nghịch lý người ta phá máy móc người ta phá máy móc tốt để xuất khẩu sắc bụng thu ngoại tệ dùng ngoại tệ đó nhập máy móc về để cho hang <laughs> để cho hoang rỉ đất đai được chuyển từ người lao động siêng năng cần cù sang những người lười biếng và không biết trồng trọt tương tự như vậy người biết thức khuya dậy sớm để phục vụ nhân dân từ nấm xôi điểm tâm đến cây kim sợi chỉ thì không được phép buôn bán còn người không biết và không muốn buôn bán thì được giao cho những quầy hàng đồ sộ lộng lẫy nghịch lý cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi giữa cá nhân và quyền lợi đất nước mâu thuẫn nhau một người lao động chân chính làm hết sức mình một cách thành thật và có năng suất dĩ nhiên sẽ mang lợi đến cho xí nghiệp cho đất nước nhưng khốn thay bản thân lại đói khổ vì tiền lương quá thấp còn ngược lại nếu chỉ biết lo cho bản thân mình đầy đủ và sung sướng thì dứt khoát anh ta phải làm hại đất nước ăn cắp Buôn lậu, móc ngoặc, tham ô và gian dối. Do vậy mà có định ý đào đảo ở Hà Nội là một có một công dân phải ở tù vì tội sản xuất ra những cây bút và lớp xe tốt hơn và rẻ hơn của nhà nước. Đây là một cái điều hóa sức nghịch lý phải không? Cho nên ở đất nước chúng ta sẽ không bao giờ có được những cái người, những cái bằng phát minh, những cái bằng sáng chế được. Tại vì khi mà những người dân họ họ làm giỏi lên nó thì bị đi tù nữa. Tại vì dám sản xuất cái cây bút và cái lớp xe tốt hơn và rẻ hơn của nhà nước. Trong nghiên cứu khoa học xảy ra những nghịch lý ấy thì sáng thì giàu đạm hơn thịt bò và hột mít thì ăn ngon và bổ hơn trứng vịt lộn. Đồng thời một giáo sư triết học trước đây tốt nghiệp tiến sĩ tại trường đại học Sorbonne trong khi làm bài thi triết ở Việt Nam thì chỉ đạt được điểm 4 trên 10. Trong quản lý tài chính cũng lắm điều nghịch lý, người ta in ra tờ giấy bạc 30 đồng để nâng cao năng suất lao động của nhân viên ngân hàng vì họ nhành nhiều công sức để đếm và nhân chia. Lại có chuyện nghịch lý như sau, hai anh em nhà kia cùng rủ nhau đi vượt biên một người đi lọt và một người bị bắt thế là một kẻ bị kết tội phản quốc phải đi tù kẻ còn lại sau một thời gian trở về thành người yêu nước được tiếp đón nồng hậu giai cấp tư sản trong nước bóc lột công nhân quá tệ nên được triệt hạ đi và sau đó người ta phải trải thảm đỏ mời tư sản nước ngoài vào rồi đến nghịch lý dân chủ quốc hội là cơ quan đại diện và quyền lực cao nhất của người dân nhưng trong thực tế được xem như là nơi để tán thành một cách có tổ chức và kỷ luật. Khi thông qua hoặc hợp thức hóa mọi chuyện cần hợp thức hóa. Còn tại một huyện nọ thì hội đồng nhân dân huyện phiên đầu tiên bầu chủ tịch huyện. Ứng cử viên chỉ có một người duy nhất và điều lệ bầu ai cũng phải bỏ phiếu và không được quyền bỏ phiếu trắng. Cách làm như vậy được gọi là dân chủ. Dân chủ là trong giấy ngoặc kép nha trong truyền thông có một kịch lý đáng buồn là muốn biết chuyện đã xảy ra trong đất nước thì phải phải nghe báo đài nước ngoài và báo chí ở thành phố hồ chí minh thì được tự do bên vực và ủng hộ nhân dân nam phi bị áp bức và công dân mỹ bị bóc lột nhưng không được quyền bên vực cho những người dân bị o ép ở thuận hải hay ở các tỉnh khác những chuyện nghịch lý như vậy kể ra còn rất nhiều nhưng tất cả đều không đáng kể so với những điều nghịch lý lớn nhất sau sau, sau đây đến nay vẫn còn rất nhiều người không cho những chuyện kể trên là điều nghịch lý đó là cái chuyện mà nghịch lý lớn nhất là là tất cả những cái chuyện mình là chúng ta đã nghe qua đó là thấy nghịch lý phải không nhưng mà ở việt nam còn rất là nhiều người cảm thấy điều này là rất bình thường mà không có gì nghịch lý hết là cái bài này đã viết từ năm 1988 đó nha quý vị mà quý vị đọc lại cũng thấy là vẫn còn có giá trị về cái tính uh, như là thời bây giờ phải không? Nó không có nó không có thay đổi gì nhiều là bởi vì cái cái đất nước của mình vẫn còn rất là nhiều điều nghịch lý và càng ngày nó càng thêm thôi chứ nó không có bớt Và bây giờ thì mình sẽ đọc cái bài mà điều vô lý chỉ có ở giao thông ở Việt Nam. Nhà nước cần đầu tư kinh phí để xây mới cầu, đường, thì đồng thời cần phải đầu tư đồng độ đồng bộ lương kinh phí, duy tu, bảo dưỡng cho cây cầu và con đường vừa đầu tư mới xây. Theo tôi, đó là điều vô lý hình như chỉ có ở Việt Nam. Mặc dù mới nhận chức vụ mới không lâu, nhưng Bộ Bí thư Đinh La Thăng cũng đã làm được một số việc khiến dư luận chú ý, nhất là động thái trảm tướng chậm tiến bộ một số công trình giao thông bị tai tiếng. Quyết định mạnh tay của Bí Thư Thăng đã tỏ ra có kết quả, những công trình bị trảm tướng đã về đúng tiến độ thời gian có công trình vượt trước thời gian quy định. Với những thành công ban đầu như vậy, lẽ ra Bí Thư Thăng sẽ được ủng hộ lớn khi tìm tòi những giải pháp mang tính chiến lược cho những vấn đề nổi cộng của ngành giao thông vận tải tiết thay. Có lẽ do công tác tham mưu cho Bí Thư chưa được tốt nên người dân lại cảm thấy hình như Bí Thư bị mất phương hướng trong việc tìm giải pháp khắc phục hệ thống đường xá bị hư hỏng cũng như nỗ lực giảm ủng tắc giao thông tại những thành phố lớn. Nói riêng về nhu cầu duy tu bảo dưỡng hệ thống đường bộ Việt Nam, theo tôi đây là một nhu cầu chính đáng và bức thiết, không cần nhìn đâu xa. Chỉ trong, vi, chỉ trong vi phạm thành phố Hà Nội thôi đã có thể thấy như đoạn đường quốc lộ 6 từ Ba La Bông Đỏ đến Xuân Mai chỉ khoảng 20 km. Nhưng có thể nói là con đường hư hỏng tồi tệ nhất trong hệ thống giao thông phía Bắc. Mấy năm trước thì trạm thu phí chương Mỹ trên quốc lộ 6 làm ăn khá hiệu quả. Một năm trạm này thu hàng trăm tỷ đồng, nhưng rồi tiền thu phí giao thông không biết đi đâu, mà không được đầu tư nâng cấp còn con đường, khiến đường số 6 xuống cấp một cách tồi tệ. Ô tô dành đành chọn đường láng hòa lạc để lên hòa bình và tây bắc mà không qua đường số 6 nữa thành ra trạm thu phí trương mỹ không hiệu quả đành phải dẹp bỏ vì hệ thống đường xá xuống cấp nên việc duy tu bảo dưỡng cầu đường là đương nhiên nhưng mỗi năm nhu cầu duy tu bảo dưỡng cầu đường bộ lại gia tăng một cách chóng mặt tại sao như vậy hàng năm nhà nước đã đầu tư cho ngành giao thông vận tải hàng chục ngàn tỷ đồng để xây dựng hệ thống giao thông của cả nước lẽ ra có thể giảm được nhu cầu duy tu bảo dưỡng hệ thống đường bộ nếu do bộ giao thông vận tải kiểm soát chặt chất lượng thi công vẫn có điều những biên bản nghiệm nghiệm thu đảm bảo yêu cầu đối với những cây cầu những con đường thi công mới nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì con đường vừa xây dựng xong đã hư hỏng thậm chí là những cây cầu những con đường xây mới tuổi thọ chỉ vài tháng là đã hư hỏng rồi có thể nói không qua rằng nhà nước đầu tư kinh phí để xây cầu, nhưng đồng thời cũng phải đầu tư đồng bộ luôn kinh phí duy tu bổ dưỡng cho cây cầu, con đường vừa mới xây. Nhà nước càng đầu tư xây dựng mới hệ thống giao thông thì càng phải đầu tư kinh phí để duy tu bổ dưỡng hệ thống giao thông vừa xây dựng. Đó là cái điều vô lý chỉ có ở Việt Nam. đó là chị mình để nói đến vấn đề giao thông thôi đó nha còn rất là nhiều điều vô lý khác nữa và thanh tâm cũng xin tóm tắt lại những cái điều nghịch lý chị đang ở có việt nam mà thôi đó là 40 điều mà thanh tâm đã từng chia sẻ rồi nhưng mà bây giờ nói lại thêm một lần nữa Thật sự là nhiều hơn 40 điều chứ nhưng mà tại vì à, khi mà thanh tâm đọc 40 điều nghịch lý này đó nếu mà các vị đang nghe mà quý vị thấy là còn chưa đủ đó thì làm ơn hãy comment ở đây và thâm tâm sau khi đọc 40 điều này sẽ đọc những điều quý vị của quý vị. Mọi người mà nghĩ ra những cái điều nào mà à, nghịch lý đó thì làm ơn hãy comment dùm. Ở Việt Nam có những thứ vô cùng vô lý nhưng vì những thứ đó đang ở Việt Nam nên ai cũng cho rằng nó có lý và không có vấn đề gì. Có những thứ và những điều mà chỉ có Việt Nam không có ở nước nào Hy vọng là nhiều người sẽ nhận ra. Danh sách như sau. Sổ hộ khẩu. Trên thế giới chỉ có 3 nước áp dụng chính sách này, cả ba nước đều là ba cường quốc của thế giới, là ba thiên đường là đỉnh cao trí tuệ nhân loại. Đó là đại cường quốc Trung Quốc, tiểu cường quốc Việt Nam và siêu cường quốc Bắc Hàn. Mọi người thấy ba cái điểm này có ba đứng này có gì, cái điểm gì chung không? Là điểm chung đó là tụi này đều là cộng sản và đều là những kẻ độc tài và áp bức người dân tôi thật sự không hiểu nội mục đích của cái sổ hộ khẩu là gì, trừ việc làm mồi kiếm ăn cho mấy anh chị công an. Nếu anh chị nào có thể giải thích được một câu là tại sao chúng ta lại có cái sổ hộ khẩu? là mình không thể nào giải thích được phải không? ở xứ khác khi sinh ra chỉ có giấy khai sinh, thì lớn lên làm cái thẻ hộ, hộ chiếu vân vân, vài nước thì có bằng lái xe. Và muốn đi đâu thì đi, nước của mình mà. Tại sao mỗi lần di chuyển địa phương là phải khai tạm trú? Mấy cái này không thể nào hiểu được nổi. Thực sự hộ khẩu là một thứ khôi hài, vô lý và ngu ngốc chứ trên đời. Số 2 là đi đi mua xe, đi đăng ký tên mình phải dùng sổ hộ khẩu và về đăng ký lại tại nơi thường trú. Nó vô lý là ở chỗ này, tức là mình đi mua xe, mình đăng ký tên mình rồi, mình phải dùng sổ hộ khẩu rồi, và khi mua xe về rồi mình lại phải đi đăng ký tiếp tục nữa ở cái nơi mà mình đã từng làm cái hộ khẩu, như vậy là tại sao mình phải đăng ký hai ba lần như vậy. Bạn ví dụ như là bạn là người dân Lạng Sơn, chuyển công tác vô ở làm ở Cà Mau, bạn muốn mua xe máy và đứng tên bạn lỡ xe có trộm thì người ta biết xe đó là của mình. Nhưng ở Việt Nam, nếu mua xe ở Cà Mau thì dân Lạng Sơn phải chở xe về Lạng Sơn đăng ký. Cảnh sát giao thông kiểm tra xe nếu không có đủ giấy tờ sẽ bị giam xe. Tại sao người lái xe phải chứng minh xe đó là của người lái? Sao cảnh sát giao thông không chứng minh điều ngược lại? Rồi, chuyện thuế là chuyển đổi mục đích sử dụng thuế đất. Tôi chưa biết xứ nào khác có cái thuế đất quá dị như vậy. Đây là loại thuế làm cản trở quá trình công nghiệp hóa của đất nước. Bạn là một nông dân có 100 mét vuông đất nông nghiệp, bạn muốn dùng 50 mét vuông để xây cái hãng. Bạn phải đi tới Sở Tài nguyên Môi trường nộp đơn chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Số tiền đó cộng với bôi trên đúc lót thì gần bằng giá bán thị trường rồi. Thế thì bạn phải bán đi 50 m vuông còn lại. Nghĩa là cái thuế này là mọi thứ liên quan tới đất đai mất gấp đôi, một trong những thứ điên khùng nhất. Đi nộp giấy tờ phải đi công chứng rồi phải đi có con tem xác nhận, đã vậy còn phải xin xỏ mấy bé làm hành chính nữa. Thứ sáu là đi xin việc ở một cơ quan nhà nước, công ty quốc danh và một số công ty tư nhân. Phải nộp sở yếu lý lịch. Sở yếu lý lịch yêu cầu bạn phải ghi rõ về gia đình và bản thân. Trước và sau năm 1975, bạn đã làm gì? Tôi và gia đình tôi làm gì trước năm 1975 thì liên quan gì tới năng lực yêu cầu của công việc? Đây có phải là một cái vấn đề mà mọi người cũng đã biết rồi đó. Khi mà những người mà là con của lính Việt Nam Cộng Hòa hay là cái thời chế độ cũ đó thì sẽ bị vào sổ bị đen và hồi xưa còn không được cho thi đại học này nữa đó là cái xét uh, cái lịch lý lịch ba đời đó cái điều vô lý này nữa nè thứ bảy là đi làm từ thiện mà phải nộp đơn xin phép ủy ban nhân dân và mặt trận giải phóng địa phương tại sao xin đi làm từ thiện mà phải xin phép mặt trận giải phóng là sao mà đi làm từ thiện là đã phải tự bỏ tiền túi của mình rồi mà còn phải đi xin phép nữa ví dụ như hôm bữa đó là ở trên cái nhà báo tại Hồng Loan phải không đã hỏi là Bích Loan ở Hồng Loan vậy đó là hỏi là MC Phân Anh đó là tại sao phải làm từ thiện và làm một thiện với lý do gì với mục đích gì đó thực sự là mình không hiểu hiểu nổi là tại sao làm từ thiện mà có mục đích nữa mà tại sao phải đi xin phép nữa vào xin phép mặt trận giải phóng tham gia các giải thể thao ở tỉnh và vài thành phố phải có hộ khẩu và sổ tạm trú ở đó Thể thao Thái Lan đang phát triển với quy mô chinh phục châu Á trong khi đó ở Việt Nam các nhà làm thể thao hỏi là hộ khẩu ở đâu. Tại sao đi tham gia các giải thể thao ở tỉnh mà phải có xin có giấy hộ khẩu là sao không biết. Không hiểu nổi luôn. Rồi đi du lịch ở khách sạn, nhà nghỉ, đi du lịch hoặc ở khách sạn hoặc ở nhà nghỉ thì phải đưa hộ chiếu hoặc chứng minh thư cho tiếp tân. Ở xứ khác tôi chỉ trình cái thẻ master card hoặc là visa card nếu đưa hộ chiếu thì họ photocopy copy xong rồi đưa lại chứ không giữ tôi không biết cái xứ sở nào làm như vậy trừ ở Việt Nam thật sự là mình cũng rất là bất ngờ khi mà được họ phải giữ cái hộ chiếu của mình khi mà mình ở khách sạn trước giải buổi hội hay là chương trình gì cũng phải giới thiệu danh sách máy quan có mặt đã vại danh danh nghĩa dài lòng lê thê có cần phải đọc tên từ người một chờ từng người một đứng dậy rồi ngồi xuống hay không tôi thật sự không hiểu Tôi thực sự là chưa bao giờ thấy một trận hay một trại thể thao nào ở nước ngoài làm như vậy. Đi vào trong một cái buổi thi thể thao mà cũng phải giới thiệu từng cái ông quan đến đó để coi thì không biết là tại sao phải làm như vậy. Các trung tâm thể thao chân khẩu hiệu rèn luyện thể thao theo gương Bắc Hồ vĩ đại. sau xứ Mỹ thì họ không có trưng cái khẩu hiệu là tập luyện theo gương George Washington vĩ đại. Bác Hồ hồi đó có tập thể thao. Các tập thể thao đâu mà tại sao lại phải nói là tập thể thao theo gương bắc hồ vĩ đại tất cả các giấy tờ hành chính pháp lý phải có dòng chữ này ở trên cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc giấy xin phép nghỉ học cũng vậy giấy báo cáo cũng vậy thực sự là tại sao phải suốt ngày cứ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc Đi toilet ở bến xe miền Đông, miền Tây tỉnh thành phố thì mỗi lần phải trả 2.000 đồng. Không chỉ riêng ở bến xe mà đa số các toilet công cộng cũng đều như vậy. Có chỗ còn treo bảng một giá rồi tính tiền một giá khác. À, thì toilet công cộng thường không có giấy vệ sinh. Đó là điều nghịch lý ở Việt Nam. Làm xong cái hội thảo hay chương trình lớn gì cũng phải hỏi, cũng phải nói là cảm ơn các nhà lãnh đạo đã tạo điều kiện mặc dù mấy người đó không tham gia hoặc không ai biết mặt. Quân đội đi làm kinh tế, việc theo MB Bank sang dầu, quân đội binh đoàn 318 dầu khí. Tôi thật sự không hiểu quân đội là đi quân đội gì mà đi làm kinh tế kinh doanh. Quân đội tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp, tôi chưa biết quân đội nào làm như vậy. Cảnh sát chân nhân dân tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp. Quân đội phong hàm sĩ quan cho vận động viên đạt thành tích thể thao mặc dù chưa bao giờ qua trường lớp đào tạo sĩ quan chưa bao giờ có kinh nghiệm cầm lính chưa bao giờ có kinh nghiệm chiến trường hàm sĩ quan vô nghĩa vậy sao bạn là cha mẹ thì có cho con mình vô cái quân đội như vậy hay không vận động viên đạt thành tích thể thao thì liên quan gì tới phong hàm sĩ quan quân đội tôi chưa biết quân đội xứ nào khác làm như vậy hết quân đội phong hàm sĩ quan cho vận động viên đạt thành tích thể thao đi xin việc làm vô mấy cơ quan nhà nước hay quốc danh phải lót tiền cả trăm triệu hơn chứ không kém cái xứ nào là như vậy không buồn cười nhất á là mình đi xin việc làm mình mình đi xin việc làm mà mà hỏi mình là tại sao được cái việc làm này vậy có phải đút lót gì hay không trời đất ơi đánh thuế kinh doanh trên facebook <laughs> họ đánh thuế kinh doanh trên facebook <laughs> có nghĩa là những cái người bán bán hàng online đó coi chừng mình đánh thuế kinh doanh nha Sinh viên học đại học hay là cao đẳng cũng phải học một năm rưỡi lý thuyết kinh tế triết học Marx và Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Một năm rưỡi của cuộc đời mà người sinh viên sẽ không bao giờ lấy lại được đó là một năm rưỡi học cái triết lý vô bổ này. Đảng Cộng sản đã đấu tranh hy sinh cả triệu người dân trong cuộc chiến chống Pháp và Mỹ, ngụy vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản nhưng cuối cùng lại dùng chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường để làm giàu. Như vậy thì biết bao nhiêu triệu người Việt đã chết là sao cái sự hy sinh của họ là rất là vô nghĩa phải không và cái cuộc chiến cái cuộc nội chiến mà suốt 20 năm như vậy là có ý nghĩa gì và nó tại sao nó lại phải xảy ra trong khi cộng sản lại 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 làm như vậy cảnh sát giao thông phạt tiền vì chạy xe không chính chủ giờ một gia đình 5 người chỉ có hai chiếc xe giờ mỗi lần chiếc xe chạy ra là phải chở người đứng tên phương tiện theo để chứng minh quyền sở hữu Giá Xe hơi cao gấp 20 đến 30 lần thu nhập bình quân hàng năm. Một chiếc Camry ở Mỹ có giá là 23.000 đô. Nhưng ở Việt Nam lại được bán với giá 62.000 đô. Nghĩa là nếu tính luôn tổng thuế phí, giá xe ở Việt Nam cao gấp 3 lần bên Mỹ, trong khi thu nhập lại thấp hơn 30 lần. Như vậy thì tại sao ở Việt Nam bây giờ chúng ta vẫn thấy rất rất là nhiều uh, xe hơi là tại vì có rất rất là nhiều những biết bao nhiêu là triệu đảng viên hay là biết bao nhiêu con ông cháu cha nó có biết bao nhiêu là tiền bằng cái việc là bán đất bán nước và bán hết những cái tài nguyên những cái uh, những cái uh, tài nguyên của đất nước xuất bản sách lậu thì chỉ bị phạt hành chính còn xuất bản sách chính thức có thể bị phạt hình sự kinh doanh trên mạng không giấy phép mà kiếm được lời có thể bị khởi tố theo luật hình sự Vậy bán hàng online cũng có thể bị khởi tố được hay sao? <laughs> dân tác Cộng sản Cảnh cả sát Giao thông thì bị phạt 9 tháng tù. Còn Cảnh sát Giao thông mà đánh người dân thì chỉ cần xin lỗi qua lo là được. <laughs> Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ nhưng số lượng bằng sáng chế thì gần như là không. Thật sự là họ đã có họ, à, cốc tịch nước ngoài rồi cho nên cái bằng sáng chế thuộc người nước ngoài thật sự là người việt nam của mình rất là rất là giỏi nhưng mà uh, họ đã bỏ đi hết rồi bởi vì đất nước ta là một đất nước mà chảy máu chất xám mà Giá nhà trung bình cao gấp 3 đến 40 lần thu nhập hàng năm. Một người Việt Nam trung bình nếu muốn mua nhà bằng thu nhập phải nhận đói tiết kiệm 3 đến 40 năm. Hàng cũ mua từ IB hay từ nước ngoài gửi về phải đóng thuế nhập khẩu. Đây là sự thật không cần vấn đề gì cả, bạn chỉ cần trả thuế cà phê là xong. Tiệm bún chửi, cháo quát, chửi khách nhưng mà vẫn đông khách. Cái này thì chỉ có ở Hà Nội mà thôi, Bà công nhận khó hiểu thiệt. Không biết loại xứ khác thì họ có thu, thu hút khách như vậy hay không? Xa lộ, xa lộ quốc lộ tầm 30-40 km là một cố trạm thu phí và cái số tiền mà họ thu hàng năm là hàng trăm tỷ là không biết số tiền đi về đâu. Nhưng mà vấn đề uh, uh, giao thông cái vấn đề mà giao thông vận tải hay là cái vấn đề đường xá này nọ, cái vấn đề cơ sở hạ tầng ở Việt Nam thì vẫn rất là tệ, tệ hại. <laughs> nhưng mà cái số tiền họ thu được là hàng trăm tỷ từ cái việc thu phí. Mà Campuchia là một đất nước nghèo nghèo hơn Việt Nam biết bao nhiêu mà họ cũng đâu có cái trạm thu phí nào. Dân được quyền bán ngoại tệ nhưng không được quyền mua mà không có giấy phép. Như vậy nghĩa là sao? Doanh nghiệp tư nhân muốn vay tiền ngân hàng thì phải thế chấp tài sản, còn doanh nghiệp nhà nước thì vay không. Bầu cử chưa thực hiện những kết quả là được biết trước. Chỗ nào ghi cấm đáy bậy hay là được cấm đổ rác thì người dân lại càng đáy bậy và càng đổ rác ở đó. Tại sao lại như vậy? Đây là một cái ý thức của người dân mà họ đã không được giáo dục kỹ cho nên cái điều này lại xảy ra là chuyện bình thường. Thành phố khi mưa thì lại bị ngập nhưng khi nóng cũng bị ngập luôn như vậy là lỗi do ai có phải là do bao nhiêu tiền đáng lẽ phải sửa sang uh, uh, các cơ sở hạ tầng thì lại bị ăn chặn hết rồi hay không và cuối cùng điều 40 tuy là một trong những đất nước nghèo nhất trên thế giới nhưng những người việt nam lại được cho là dân tộc hạnh phúc nhất như vậy là sao đây phải là một cái điều dối trá mỹ dân và một cái điều rất là giống như là tự sướng của đảng cộng sản vậy đó. Và nói về vấn đề giáo dục á, thì cô giáo lại được cử, được bộ trưởng bộ giáo dục, à, lại được cái uh, bộ trưởng ở trong cái tỉnh đó đó lại đi cử đi tiếp khách hát karaoke là và ông bộ trưởng lại uh, đi lên và nói những cái điều sằng bậy lại phát ngôn những cái điều bậy bạ tiếp ổng lại nói đây là một cái nhiệm vụ mình đi giáo cô giáo mà đi tiếp khách như vậy chẳng khác nào là đi đi làm gái điếm nhưng mà lại nói là đây là cái nhiệm vụ chính trị thực sự là tâm tâm thấy là cái 40 điều này chưa có đủ còn rất rất nhiều điều vô lý khác nữa Tâm đang chọn những cái comment để mình đọc. Nguyễn Văn Hải nói là cơ chế tiền lương và thưởng của người ta cao nên luôn tuyển và thải trừ những người chậm tiến và ngừng tiến bộ. Vậy là lương luôn, luôn có nhân tài và người tài ngày càng nhiều càng cao còn ta thì tham lam ích kỷ tham một miếng đổ cả mâm đồng nghĩa với việc luôn luôn cần nhân tài và luôn luôn đào tạo nhân tài họ lo đầu tư trạm thu phí để lấy tiền của người dân mà thôi rất là nhiều điều uh, vô lý Có người nói là, Quốc Nguyễn nói là <laughs> Cháu phải nói liên tục 3 ngày 3 đêm Cũng chưa hết những điều ngược ngạo ở Việt Nam Dạ đúng rồi, rất là nhiều Mình nói không hết sông quê nói là Mỹ dân và hiếp dâm tinh thần dân tộc Thì đó là những cái điều vô lý Và những cái điều nghịch lý ở trong nước của mình Ờ... À thì uh, thanh tâm mong là mọi người sau khi nghe cái chương trình này rồi thì có thể comment ở bên dưới trong cái uh, cái cái cái, cái livestream này để cho lần sau thanh tâm có nói nhất về vấn đề mà nghịch lý này nữa đó thì uh, sẽ đọc thêm về cái vấn đề đó và chút xíu nữa thì thanh tâm, tâm sẽ trở lại để mà chia sẻ đến 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 cho mọi người biết về nói cho vấn nói cái vấn đề là chúng ta có nên um, bỏ cái tết nguyên đáng hay không hay là có nên gộp lại thành cái tết tay hay không thì tí xíu nữa khoảng chừng nửa tiếng nữa thanh tâm, tâm sẽ trở lại nha nếu mà mọi người mời mọi người trở lại lắng nghe cũng như là cho ý kiến của mình về cái vấn đề này cái vấn đề này đã gây tranh cãi trong thời gian qua rất là nhiều năm qua rồi à, Sơn Trần nói là viễn cảnh nước Việt Nam mình sắp được chính quyền giao nộp cho Trung Quốc dạ thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là buồn và mình uh... thì À, khoảng chừng nửa tiếng nữa Thanh Tâm sẽ trở lại và sẽ chia sẻ tất cả mọi người về uh, những những cái những cái um, ý kiến trái chiều nhau về cái việc mà chúng ta có nên uh, bỏ tích nguyên đáng hay không. Thì Thanh Tâm cũng mời mọi người trở lại để lắng nghe và sẽ nêu ý kiến cá nhân của mình nha. Thì hẹn gặp lại trong vòng nửa tiếng nữa.